đến trận đấu thứ hai rồi. Cảm ơn anh Nguyễn Thành Công đã gửi tặng 20 sao nha. Đất mượt, bộ đầu ổn dành cho cầu thủ BB. Để đất bán xả mạc. Rồi đây là vị trí bãi quả đầu. Được đấy, bắt được rồi. Bãi quả 7 này. Xong đấy, rồi. Mấy cây mày kia thì nó hơi xa một chút, nhưng giờ này xì nó vẫn sẽ ổn. Đây là bầy hươu đầu của game thủ BB. Nhìn qua cái bài AC này lại trống này. Thôi thì đồ ăn đẹp trước đi. Bài trống hay bài khung thì tính sau. Có quả. Đấy, ổn đấy. Có hươu, có quả, quả phụ 6 cây dành cho game thủ BB. Bài trống ta thì có thể đi dâng hà được. Thêm một bầy hươu nữa. Vậy đây mới chính là bầy hươu đầu này. Hai bầy hươu hợp thành một luôn dành cho game thủ BB. Đi tìm rừng nào. Tôi vẫn chưa thấy cánh rừng nào cả. Ở đá hiêu về dành cho Bi đá ba con hiêu về. Đây là vị trí S đầu. Một bài đấu là không khung dành cho Bi. Đồ ăn thì nó gọi là ổn rồi. Đây có thêm rừng này. Có thêm cánh rừng to nữa. Hai hiêu và một bãi quả. Xem cánh rừng dài nó dài không. Nó có ôm một chút để mình có thể cơ cầu đánh tại nhà không. Bài quả phụ 6 cây. Hỏi Bi đã đá hiêu về nhà xong. Cánh rừng kia đang là khá dài. Bi có thêm cánh rừng nữa. Đây là ngắm nghía để có gấu dành cho thủ Bi. Rộng quá nhỉ. Cái mặt này vẫn đang là rất rộng. Ờ, 27 dân. Sẽ là đánh kiểu 27 dân cộng 1 dành cho thủ Bi giống hết trận trước rồi. Trận này thì Bi nó muốn cơ cấu đánh tại nhà. Cái mặt này bó bế là khá dễ, nhưng quan trọng là cái mặt đây này. Mặt này rất rộng, mặt 6 giờ. Hai hiêu một quả. Quả đầu 7 và quả phụ 6. Đồ ăn thì đã là quá ok dành cho con AC để ép đời cũng như cơ cấu lực ép công nghệ rồi. Giờ cơ cấu Bi sẽ cơ cấu như nào cho nó hợp lý nhất đây. Đang ngắm nghía.
Đây là BA. Kê cho mặt yếu, đây là BM. Thực ra thì hai mặt này đều yếu. Trận đấu này thì hy vọng chúng ta có thể giữ được lối đánh đi công. Có bãi quả để ăn hoàng rồi. Bài này mà thủ thì đội bạn móc sẽ mệt lắm đấy. Bãi quả phụ 5 cây dành cho game thủ BB. Chín tám điểm trước một trận đấu, có vẻ như chín tám là người lên đời sớm hơn so với chúng ta. Chạm mấy bình luận viên là chạm 5 anh ơi, chạm 5 nhá. Anh gì vẫn sẽ chạm 5 thôi. Với cái bãi quả kia thì lực của Bi sẽ ổn hơn, Bi có thể dùng gỗ để cơ cấu tốt hơn. Bắt đầu tăng A. Bi sẽ 5 chiếc nhà BA bài này. Chào anh Tú Phạm nha, hello anh Nhật Hà Văn. Em ăn rồi anh ơi. Thank you anh. Đây là A4. Và đây sẽ là vị trí đóng trước nhà BA thứ 5. Chuẩn chỉ 5A rồi. Rồi xúc luôn bãi quả. Em thấy rất nhiều điểm yếu, rất nhiều vị trí chúng ta có thể bị mọc máy. Trận này Bi sẽ đi công. Cũng sẽ đi công như nào đây. Rồi tuần đầu tiên đi Nam A đều. 5-3 ra dần. Có thêm cái rừng nữa kìa. Bi đang cắt một dần đi dò. Dò nhà 98 à? Như nào đây? Rồi đóng E. Cái E này E chỉ điểm thôi. Hy vọng tới cùng đầu tiên của Bi sẽ đi chuẩn. Đây được gặp 4A. 98 là bài đến 4A à? Hay là 1 cung đời đi 1 hướng và 4 cung đời đi hướng còn lại dành cho 98 đây. Chúng ta là 5A, tuần thứ 2 ra rồi. Vẫn đều, tuần thứ 3 vẫn sẽ đều rồi. Bi cần kè lực đang cực kỳ chuẩn. Sau cùng xong thì 25 gỗ và 33 thực. Cảm quân nhá, cảm quân nhá. Cùng đời mình cũng thấy hơi đỏ máu rồi đấy. Cố gắng tập trung trong tiểu điều R nào. Đánh AC này từ cùng đời đầu tiên sẽ là rất quan trọng. Đây là vị trí nhà BA trên dốc của 98. Bi muốn leo dốc luôn à? Đồng nhá, đồng nhá. Khá đông. Rồi không leo được và lui dành cho BB. Cần nhau thôi. Họ quân chỉ viện. Các bạn đã xuống dốc và BB đang đứng lại điều luôn. Hẹp quân vẫn đang đều. Chỉ 8 là bài đánh tại nhà. Và cùng xem thế nhà của chỉ 8 có khung hay không. Tiếp tục điều. Trận này như tôi nói từ ban đầu thì Bi sẽ đi công và sẽ công liên tục. Không cho 98 là người móc máy chúng ta. Móc máy trận này thì đau đầu lắm. Chúng ta là có quá nhiều điểm yếu. Hơi thế nhà này. 98 là bài khung nhờ. 98 là bài khung ôm trọn lúc 3 giờ luôn à. Khung rộng phết nhờ. Bi đang chấp dốc buồn. Lùi lùi lùi. Rồi. Nhà mình kìa. Chấp nháy gì kìa. Một cung đờ thôi. Chấp dốc luôn tới từ BB điều rồi. Ao. Tuần này thì có vẻ như Bi là người đông cung R hơn so với game thủ 98 và Bi đang muốn leo dốc luôn. Tuần đi móc kia thì không được rồi. Quảng leo lên mặt nhà BA hay không? Đội bạn đang có cung R ra chi viện. Cung R Bi cũng đang đỏ máu là khá nhiều. Quá ứng dụng một chút nên lực của Bi đã bị ảnh hưởng. Và 5A nó không được đều làm. Không thể ăn sổi được, thằng này có lẽ vẫn đang chỉ là cần thôi. Cái chặt gỗ 2. Cùng đồ đỏ máu nhiều thế nhờ. Chỉ ta là bài chắc lực.
Quay trở lại em nào, 56 trên 72 dành cho cầu thủ EB. Thì vẫn đang ép được 5 chiếc nhà BA đều đây. Cái BA khó ốp thật. Móc máy cũng đang là khá khó, có mỗi một vị trí móc thôi. Em thấy cái mặt 6 giờ lên, 98 nó bò kín. Giữ được mặt này, rồi cho vào trong, cho vào trong. Chị đang kéo quân về thủ kìa. Leo hẳn bên lên A không? Lùi nha, lùi nha, lùi nha. Bobby đang muốn ốp A. Bạn vẫn còn một vài con khung rồi đi móc. Chúng ta cũng đang bị bắt dân cung đi móc rồi. Cố gắng điều thật khéo nào. Chị ta cũng đang là khá nhiều tay. Thấy được giờ mình không phải là mắc binh đâu. Tham 53. Có vẻ như bi đang chết nhiều cung R hơn. Em thấy lượng cung R bi đỏ máu là rất nhiều. Chưa ai được nhiều dân của nhau. Mới gọi là những tình huống đi móc máy quấy quấy một chút thôi. Nhà bi thì xấu hơn. Đánh càng lâu thì bi sẽ càng mất tay. Bi sẽ càng bị móc máy nhiều hơn thôi. Chỉ đang có thêm A bên trong nữa. Vậy là 6A dành cho 98 rồi. Mình mới chỉ là 5A. Đồng bì rất khỏe nhở. Đồng bì rất khỏe. Tăng A không? Giờ bị vé đấy. Cái đối cùng giờ đội bạn đang đẹp hơn. Thì đang tách hai cánh quân. Một cánh quân đấu bên trong, một cánh đấu bên ngoài. Đi vòng, đi vòng bắt quân, đi vòng bắt quân kìa. Đội bạn đi vòng để bắt quân. Dí theo luôn hay không nào? Hồi tụ hai quân một. Leo dốc luôn, leo dốc luôn. Họ bị ăn được là rất nhiều cung R của 98 tuần này. Nhưng mà Tơn ở BA kìa. Tơn BA lùi lại một chút, đúng rồi. Lùi lại một chút dành cho em thủ EB. 56. Cung R chỉ nó tỉa ra thật. Không để ý một phát là chúng ta sẽ chết tầm xong. Tầm 6-7 cung R luôn rồi. Đồng bì vẫn đang đều để bì có thể sóc được 5 chiếc nhà BA. Không hề đơn giản. Và bây giờ tham lai 98 như nào rồi. Vẫn đang công liên tục. 63. Mà trận đều rồi như này thì cần phải có nhiều tay. Đội bạn đang không thủ nữa. Đội bạn đang có một tên quân đi công chúng ta rồi. Công ngay bãi gỗ. Rồi chúng ta có quân thủ rồi. Tập trung là sẽ ổn thôi. Đốt A 98 và móc vào bãi ruộng. 98 cũng đang nhiều tay và B cũng đang là như vậy. Đừng để mất sân ruộng nhá. Ruộng mình yếu lắm đấy, ruộng mình không khỏe đâu. Cái bài này nó rộng, bị móc khó chịu thật. Tên này lên đi, tên này lên nào. Rồi, tên nhà bắt nốt. Đường gỗ của Bi đang khá yếu. Bây giờ có thế bị móc này là rất thốn cho Bi, em thấy đấy. Cái bài chúng ta là bài là chả có thế gì cả. Rồi lùi lại một chút. Và đang mất tay ở nhà và quân đội bạn đã bắt đầu gom được đông rồi. Cần phải có quân trì viện dành cho thủ bi. Đừng xuống sâu nha, đừng xuống sâu nha. Và đang nằm chiếc nhà bè đều. Chúng ta cũng đốt được một A đội bạn rồi. Không biết 98 đã đóng A mới chưa. Nếu không 98 chỉ là 5 A thôi. 69 dành cho đối thủ bi. Chưa thấy bị soi tham. Mà theo cái nhận xét của tôi thì có lẽ tham lai vẫn đang chỉ là cân thôi. Bi đang gom thêm nhiều quân hơn và cẩn thận ở nhà nhá. Ruộng chính kia, ruộng chính kia. Úi giời ơi, trăm cung đờ nó dít phát là hết ruộng chính đấy. Giữ 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 giữ, không có tay Nature luôn. Mất tay ở nhà Nature, cái mặt trên nhà BA luôn. Bi đang điều, Bi đang hạt điều. Bãi gỗ cũng đang bị trời thả những con cung đờ là rất nhói dành cho 98. Ta đang lùi tơn ở nhà lại một chút rồi. Cái nhà khủng thế nhở. Nhà là rất khủng, ôm trọn block 3 giờ, những cánh rừng là siêu đẹp dành cho em thủ 98. Bị bắt đầu tách quân ở bên trong để quấy dần hay không? Đó, bắt đầu sổ bên trong dành cho em thủ Bi. 67, thằng này Bi vẫn đang giữ được. Cầu cấu lại một vài cái ruộng nhanh nào, nhanh để ra quân nào. 98 quấy được dần Bi, 98 cũng đang bị mất dần cái lợi thế ở mặt trận nhà BA. Ba ruộng này vẫn đang ấm. Thật nhá, có con lẻ kìa. Hàng lại 68 dành cho Bi. Tiếp tục đốt A.
Thì ta sẽ lùi lại đóng A trong hay là như nào đây? Ủa tôi lắc nhẹ. 65 dành cho Bỉ. Thì đã dần lấy được lại thế trận rồi. Và đang sóc quần là rất đều của trận quân mình chưa? Ta vẫn chưa móc máy được, em thấy nhà kín quá. Vẫn chưa móc máy được tận sâu ở bên trong. Bỉ đang rất nhiều tay trong một trận đấu mà thế nhà của Bỉ là xấu. Và 98 bay ruộng rồi. 98 đang bay ruộng, cẩn thận nhà nhá. Ôi, do đã thành công khi khiến đội bạn là người bay lực. 98 đang gom quân để công lại nhà Bỉ. Sẵn sàng thế đổi nhà. Thực ra thì bài này đổi mình là người lợi thế hơn rõ ràng rồi. Mình là cái nhà này đổi là hợp lý. Đông nha, đông nha, đông nha. 98 có lượng quân là đông hơn với mặt trận nhà BA của Bỉ. Bỉ kéo quân về. Đủ lại một chút nào, 67. Đừng để mất quân lẻ. Dân quân kia, lùi đợi quân chi viện nào. Tiếp tục ăn được dân bên trong, Bỉ đang quá nhiều tay. Con này lùi tí nhá, hay à? Học tuần nào đấy, giữ dần cái đã. Tạm thời giữ dần và Bỉ đang muốn bắt quân của game thủ 98 có về. Gỗ vẫn đang ổn để Bỉ có thể về. Ruộng lát nữa tố lại nhanh rồi. Hôm nay tôi nghĩ bây giờ đang đi xuống dành cho game thủ BB rồi. Bắt được rất nhiều quân của mùa 1, hôm nay vẫn đang giữ con số 6x. Hay thế nhở. Sáu mươi bảy vẫn cứ là nam a từ đầu đến giờ thôi. Phút thứ 36-08 trong game rồi. Còn có lại ruộng thật nhanh. Hôm nay là 70, 98 mất là quá nhiều dân và quan trọng 98 để mất một cái thế nhà gọi là mắc bình ở trong góc 3 giờ. Quay quay quay, bắt luôn nào, bắt luôn, bắt luôn. 73. Thế này tham càng đánh có lẽ sẽ càng đi rồi. Rồi, 98 gõ một tỷ số là một đều ở thể loại solo AC. Một trận đấu mà Bỉ đánh rất hay, thế đẳng cấp. Rất nhiều tay dành cho Bỉ. Chắc cũng hơi mỏi tay rồi, thế đang gãi gãi. Rất nhiều tay dành cho Bỉ, một thế nhà em thấy kia. Gọi là chả có thế gì cả. Nhà 4-5 mặt tiền dành cho Bỉ. 98 là một bài đấu khung mắc bình cho 3 giờ. Rất tốt, tỷ số là một đều. Cái tình huống mà Bỉ khiến 98 phải bay ruộng là tình huống đấy là tươi rồi. Khi mà thế nhà mình không khung, nhà mình xấu mà khiến nhà mắc binh bên kia đội bạn bay nhà là coi như đã thơm. Rất hay cho game thủ Bỉ. Cảm ơn anh Lê Đình Nghĩa đã gửi tặng 200 sao nha, cảm ơn anh. Một đều. 6k anh em thấy hay thì cho em xin một like và chia sẻ ủng hộ cho Bỉ anh em nhá. Cảm ơn anh cảm ơn anh Phí Anh Tuấn này. Thấy anh Tuấn tiền tỷ, anh Tuấn tiền tỷ đã tặng 20 sao, ăn 50 sao nhá. Cảm ơn anh Nguyễn Thành Công đã gửi tặng 20 sao. Đây là trận đấu thứ 3 thể loại solo AC.